Đẹp không? Đẹp phết nhỉ? Mấy con rắn đấy nhỉ? Ôi dồi, cảnh đẹp thật. Cái đường nhỏ nhỏ này đi xuống đâu ấy nhỉ? Đấy à, chắc... Nói là đấy có bạn nhá. Chắc là có bạn như cái bạn kìa, ôi. Ờ. Đẹp nhỉ, như kiểu mình ở trên trời ấy. Được. Đẹp thế. Nhanh lên, nó lại bay lên. Vậy đó hả? Phải tranh thủ thế à. Ôi trời ơi, đẹp. Ơ, càng ngày càng mù, không nhìn thấy nữa rồi. Ờ, thì thế. Anh thử quay quá trình nó không nhìn thấy đường nữa sao lắm, lên lên. Không, đã không thấy gì rồi. Ôi, không thấy gì nữa rồi. Vừa quay ra được, từ đây quay ra đây sau thì không thấy nữa chứ chịu ấy. Nắng nó lên ấy, sương mù lên nhanh nhở. Ờ. Trên này khó hiểu lắm ấy. Nó là tự nhiên. Vẫn kịp chụp được một tí hả? Có thấy gì đâu, mờ mờ thôi. Hết rồi. Đông khách du lịch thế nhỉ? Lại vèo một cái, nó đã không bị một cái đường phí quá. À, giờ chả thấy gì nữa. Đen xì rồi, đi. Chả có cảnh đẹp nữa, từ từ đợi tí. Tại nó nắng lên đi. Đợi tí xem là lại có thấy không. Không thấy đâu, nắng lên, ở đây mù lại một lúc nữa. Vừa nhìn thấy cái đường ở dưới kia một tí, veo một cái đã không thấy rồi chứ. May mà mình còn quay được. Quá trình rất là nhanh nhá. Chỗ này là họ dựng để cho khách ngắm cảnh này. Dựng để cho khách ngắm cảnh kiểu như chòi ấy. Cái chòi ngắm ấy nhỉ. Lầu ngắm cảnh. Không nhìn thấy gì nữa, đi thôi. Chỉ ngắm người thôi. Chị vèo một cái đã không thấy gì rồi. Chị này chắc là hướng dẫn viên du lịch à. Chả sướng mấy nhỉ? Hết rồi, dưới đây là hết rồi. Nhiều khu đẹp thế. Đoạn này đúng. Đúng là mình nhanh chân một tí nữa thì nhìn được cái chỗ kia lâu. Gần thấy rồi kìa. Họ vừa chạy ra đã không thấy rồi nhỉ? Cười thật mây nhanh thế. Làm gì mà đèo hơn? Xấu hơn à? Đi ra đến chỗ kia có cái cầu mà nước phải to hơn cơ nhỉ? Nước nhỏ quá. Mùa này thì nước chỉ thế này thôi. Ý phong lan kia lở hoa này. Cà phê. Cái phong lan kia lở hoa này cũng đẹp chưa? Đấy. Sao mua cái mũ đội không? Mũ kia của mũ màu sắc sặc sỡ của trẻ con còn. Thế bên này là của người lớn. Nhà hàng bên này thì có toàn đây là vào nhà hàng này cá hồi, cá tầm ở nhà hàng này à, sau nhi đây à, nhà sàn đây à. Ở đây đây là nhà hàng, nhà hàng cá hồi tầm cá tầm à. Sau nhi ở trên spa này 1. Đặc sản thì chỉ có chè bắp tiên này. Đây đoàn du lịch lúc nãy đây là đến đây rồi. Táo mèo là nhanh hơn mình tưởng tượng. Bây giờ bỏ cái quay đi. Để em like đoạn này nào anh. Được. Quay phim thế nào. Nhiều cảnh đẹp quá. Đây này đẹp chưa? Đi
chậm chậm thôi nhá. Đừng có quên, lúc nào cũng quên. Cứ đi chị. Treo lên chứ. Cứ đi đi, anh đi bộ thôi. Dưới kia là họ trồng gì nhỉ? Họ trồng thuốc này, trồng cây hoa này. Thuốc ở đây chủ yếu họ trồng amiso để làm phục vụ cho cái gì mà amiso để làm nước giải khát này, thuốc này, nhiều loại. Dự án này họ còn trồng nhiều loại khác lắm, nhưng sao mà biết? Đất Sapa này chủ yếu là amiso. Điều này chắc là chủ yếu để xuống mấy cái bản làng kia nhỉ? Đường dưới kia này. Vâng, ở đấy chắc là có. Kìa dưới kia có một cái bản kìa, rộng phết. Đây chắc là một bản, đây là một bản nữa, đây là một bản nữa, nhưng bản này to. Ở dưới này chắc là xã ở đây. Còn khu rừng này là bản ở một vài bản nhỉ. Bản nhỏ. Họ làm để đi được sang đây, họ làm cái đường sang tận bên kia kìa. Đường rẽ nó ở tít trên này này. Rừng ở đây có vẻ nuôi ngựa với lại nuôi trâu rất là béo. Cây táo mèo, à không phải, không phải. Giống thế. Ơ, có một đàn trâu kia. Đâu? Béo chưa kìa. Dưới này á. Kia nhá. Thả trâu ở đây chứ nhỉ. Trâu ở trên đây họ hỏi thịt trâu sấy, thường họ hỏi có phải trâu rừng hay không. Nhưng mà các bạn mà mua được thịt trâu ngon ấy thì cũng là những đàn trâu thả như này thôi, gần như là trâu rừng rồi. Dân trên này đời sống người ta cũng khá khó khăn, cho nên là trâu bò không bao giờ được ăn những cái loại cám ngon đâu, chỉ ăn cỏ thôi. Vào những năm trâu thì chỉ ăn vào cỏ hai thôi. Năm trước, ba năm trước ở đây rét lắm,
người ta phải mua mía ở Châu ăn. Mía ở đây thì được vận chuyển từ trên Lai Châu ra. Kinh, mua mía cả. Do gọi không mía. Có cỏ. Họ cho ăn gạo rồi nhưng mà Châu gọi nấu cháo cho Châu ăn nhưng mà nó vẫn thèm cỏ mà. Đây. Rét quá chết hết. Còn kia là dân làm này, dân đang phát nương này. Nhưng mà mía cho Châu ăn là cái loại mía đặc trưng của đất Tam Đường Lai Châu. Còn trên kia cỏ là cái rất là gì mềm nhỉ? Các bạn nhai được cả cỏ. Thôi đi rồi nhé. Kia cũng là đồi trồng cây thuốc kìa. Xanh gì kia là atiso kìa. Trên đấy á? Ở đây chủ yếu họ trồng hoa hồng này. Ngọn đồi này cao thế. Đây này. Đâu đâu. Dãy này dãy Hoàng Liên Sơn ra. Đúng, chắc thế. Nó Hoàng Liên Sơn là dãy này. Ở đây gió mát quá. Đường này là đi Sapa. Còn đường này là đi Phan Xipang. Hơn 1 km nữa là đến cáp treo. Trèo lên đỉnh Phan Xipang. Đây, đường này là đi thị trấn Sapa. Còn đường bên này là đi Phan Xipang. Này. Nhìn cái này như kiểu cái cáp treo kia nhỉ? Ừ, tưởng tượng của nó mà. Tưởng tượng cáp treo à? Có dịch được cả dòng chữ này không? Nó lại có China ở đấy. Nó vẫn thế. Xem là xây bằng gì đấy. Bằng đá mà. Đá hay bằng thạch cao. Đá, thạch cao. Indo-China Summit. Như nhau cả. Như nhau cả. Nè chứ. Dạ. Cái kìa, cái chỗ để cái cổng cáp treo à, cái chạm cáp treo. Ôi, xe khách đây này. Hoa hồng. Có bến xe đón xe buýt kìa, có xe buýt ở đây. Có đường đi thẳng Sapa, cái chỗ đấy là đi vào cái khu chợ Sapa rồi. Hay đi đường tắt đấy đi, mình chưa đi bao giờ. Quay về đấy chứ. Đây, vào đây đi cáp treo đây. Ngắm cái cáp treo và chặt cái dây cáp treo, dây cáp của nó đây nhỉ. Khi nào có thời gian thì đi thử một chuyến. Thôi lại quay về Nga Ma vừa nãy thôi. Có thể đón xe buýt ở đây. Đây cho bảng lộ trình xe buýt luôn. Trời ơi, trong kia còn nhăn nhảm tí tỉ xe chứ không phải mỗi ngoài này đâu anh ạ. Anh liên tục 30 phút trên chuyến. Anh ạ. Hả? Trong này còn tí tỉ xe chứ không phải. Cái gì cơ? Trong này còn nhăn nhảm và tí tỉ xe. Đây nhá, thấy không? Có thấy. Ui dồi, nhiều thế, chứng tỏ nhiều người đi cáp treo nhỉ. Đâu nhỉ, không thấy cáp treo đâu nhỉ. Cái cột kia hay sao nhá. Có đúng không? Cột từ đây sang kia kia nhá. Đó. Kia nhá, hai cái đang chạy kia nhá.
không thấy à? À nhỉ. Nhà dưới kia chính là trạm cáp treo. Còn đỉnh núi Phan Xipang nó nằm ở, nó chính là cái ngọn núi cao nhất rồi này. Đây. Đó. Thế cái cáp kia chỉ đi từ đây sang kia thôi à? Có mấy cáp treo đang trèo lên trèo xuống kia kìa. Đâu? Thế nó đi lên tận trên nào? Lên tận đỉnh kia đâu? Lên tít tận đó. Đỉnh. Sao chỗ này không thấy cái cột nào nữa nhỉ? Nó mờ quá không nhìn thấy. Bây giờ có mấy cái đang trèo lên, có cái đang đỏ đang xuống. Cái kia là cái gì nhỉ? Cái bye gì bye ấy nhỉ? Cứ như kiểu là bye bye ấy nhỉ? Cứ như kiểu cái free cam để họ ấy, xem à, đúng, có cái chắc nào là gặp lạn không chứ ấy nhỉ? Để quay video ấy nhỉ? Xem có cái nào gặp lạn không ấy nhỉ? Không phải xem cặm nạt không, mà là họ quay cảnh của khách du lịch thôi ạ. À? Chắc là của khách du lịch họ quay. Đây. Cáp treo đây, nhìn máy ảnh này. Còn xem cái phí cam kia xem nhé. Đây. Nó cứ chạy thế sao quay. Đúng không? Đúng phần cao à? Đúng. Bắt đầu. Nó bay nhanh lắm cho nên mình. Nhưng mà không phải là chỉ của khách du lịch làm gì, nó cứ bay. Của khách du lịch đấy. Thôi. Chính vì của khách du lịch mới bay chỗ đấy chứ. Sao không cho nó, chắc không điều khiển được bay ra kia đâu nhỉ? Họ đứng ở dưới này này. Này. Từ đây lên đến tít trên kia. Tụi đi cũng sướng nhỉ, không có thời gian đi thử cái. Đi thật đi anh. Đây là cái gì cơ? Đào rừng á? Đào rừng. Giống hoa đào ta, hoa đào thật thế nhỉ? Giống hoa anh đào nhỉ? Hoa anh đào á? Như kiểu hoa anh đào của Nhật Bản ấy. Ờ. Đây này. Có to lên đây này. Có quả. Phải không? Có quả. Phải đào rừng không? Tiền bất chấp tất cả. Khu này là bến xe Sapa. À, chợ Sapa. Ừ. Rẽ phải, rẽ trái. Rẽ trái. Còn chợ cũ, chợ cẩm, đồ các kiểu là ở trên đây. Sao em sợ quá. Mà dừng tí xem nào. Dưới này đẹp thế.
dưới này chắc nhiều cá lắm. Ruộng bậc thang. Giữa này có một vài cái nhà này. Đây này. Lắm à. Cái này bán nào ạ? Bán 10.000 ạ. Mỗi người ăn cái thôi. Mua cho bà một cái. Anh ăn cái ở đây. Đi 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 lấy đi, đang cầm cái này. Vâng. Cháu xin. Đây, lấy cái của bà. Mình không làm luôn được ạ. Thích ăn ngô luộng à? Thế ăn ngô luộng. Ngô nướng mới ngon chứ. Nhà đẹp chưa? Nhà này như kiểu bộ hoang lên làm khách sạn đấy. Này, rất nhiều cửa vào này. Trời ạ. Như trong phim kinh dị ấy nhỉ? Phim ma ấy nhỉ? Đi. Đây cửa khẩu sang Trung Quốc đây. À, cửa khẩu đây, phía Việt Nam đây. Phía Việt Nam là hình chữ nhật, còn bên kia là hình gì đây? Hình thang à? Hình tam giác nhỉ? Đâu có giật đâu nhỉ? Đây là cảnh người dân đi qua cửa khẩu.
rất nhiều người ra ra vào vào. Đây là một khu công viên của thành phố Lào Cai. Khu công viên ngắm ra sông, ngắm ra phía Trung Quốc. Đây, phía này là Trung Quốc này. Đó, nhà cao tầng của Trung Quốc đây. Đó, đây là phía Trung Quốc. Còn đây là phía thành phố Lào Cai của Việt Nam mình. Đây nhá. Đó. Đây là một khu công viên của thành phố Lào Cai. Nhìn phía Trung Quốc rất nhiều nhà cao tầng. Phía Việt Nam cũng không kém gì cả. Đây. Đó,